Chơi trò chơi chào cô chú chưa? Chào chú. Đúng rồi. Đây đây mình chào cô chú cái gì mình đi. Xe rồi. Chú. Ôi trời ơi, chào cô chú mà ngáp ngủ. Chú mẹ chào chú. Đúng rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay là ngày Valentine ở Mỹ. Năm nào cũng vậy, Valentine sai vợ chồng sẽ đi ra ngoài ăn. Năm nay không có người giữ chay nên là sẽ dẫn chay theo ăn chung đó vậy với lại gia đình. Thì xin mời tất cả mọi người cùng xem cái video mà hai vợ chồng đi ra ngoài ăn tối Valentine xí chay như thế nào nha. Yeah, chị đi, you ready to go? Valentine. You ready to go? Say let's go. Okay, okay, make a thumbnail picture. Cheese. Làm gì em? Trời, giơ tay lên nữa. Okay, đi. Baby, baby, go kiss her cheek. Trời ơi! Để cháy đi lực. Đây, 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 có nè. Wow! Dính môi, dính son rồi, mà dính son cũng bẻ rồi. Cháy đơn luôn rồi cô chú ơi. Chị sao mà chị đi, are you ready? Let's go. Thì mọi người ơi, hôm nay là hai vợ chồng Ngọc sẽ đi tới một cái nhà hàng của Mỹ được gọi là Ocean Prime ở Troy, cách nhà Ngọc chạy xe cỡ khoảng 25 cho tới 30 phút. Ở đó là nơi tập trung rất là nhiều nhà hàng ngon, rồi thức ăn đồ này kia, nói chung là đẹp nữa. Thì nhân dịp cái ngày Valentine, Ngọc xin chúc cho tất cả mọi người có một cái ngày Valentine thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cái ngày Valentine theo Ngọc nghĩ á, ngày xưa thì nó còn là cái ngày lễ tình nhân, nhưng mà bây giờ á, lễ tình nhân thì cũng vẫn còn đó, nhưng mà bây giờ nó Ngọc cảm thấy là giống như là một cái lễ để kỷ niệm cái tình yêu, cái tình cảm, một cái nói chung là tình hình những cái ai mình cũng có thể nói Happy Valentine's Day, mình có thể nói với bạn thân của mình có thể nói với những người mà mình yêu thương, nói chung là như vậy. Thì mong là tất cả mọi người yêu thương nhau nhiều hơn, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nhau và có thật là nhiều niềm vui khi ở bên cạnh nhau nha mọi người nha. Đây nè mọi người ơi, thì bây giờ cả nhà đã tới cái chỗ đó rồi, chay vừa được ngủ được giấc. Thôi bây giờ lạnh lắm mọi người, hiện tại bây giờ là âm mấy độ C á, mà trời ơi Ngọc rất là can đảm, Ngọc mặt này là can đảm lắm luôn á, bởi vì hiếm có cơ hội để được mặc đầm lắm. Bây giờ Ngọc đang đi tới gọi là Ocean Prime. Oh, lạnh quá, chạy vô. Thank you. Đây bây giờ vô bên trong nhà hàng rồi mọi người ơi. Đây nè cô chú ơi, tới rồi. Jay mới ngủ dậy nên mặt cũng chưa có tươi cười gì mấy. Ở bàn có một cái nến nho nhỏ. Đây là cái menu. Đó. Jay đi lượt. Cười cái này, Jay, cười cái này. Ghi ghê này, Jay, ghi ghê này. I have to squeeze her super really tight to get her to smile. Đây nè cô chú ơi, bây giờ Jay qua đây, Jay ngồi với mẹ. Đang chờ cái ghế để ra cho em đó, ghế ra là kìa. Can she sit like next to me right here? Thank you. Đó, Jay sẽ ngồi đây nè cô chú. Thank you. Ghế của Jay nè, Jay ngồi đi, đúng rồi, giỏi quá. Bây giờ là có chế ngồi rồi. Thank you. Đây, tối nay Ngọc sẽ dùng một ly rượu. Cái loại rượu mà Ngọc lúc nào cũng thích là Pinot Grigio. Đó. Baby, chồng Ngọc thì uống nước. Baby, cheers. Happy Valentine. Chay giờ đang hơi quạo, phải kiếm cái để cho chay bận rộn cô chú. Đây các bạn có để ý không, nhà hàng nào cũng sẽ đem ra một cái rổ bánh mì với lại có cái kem cho bơ trong này cho mình chấm. Mời cô chú ăn đi. Mắt dính gì vậy? Mắt dính gì vậy? Mắt dính
gì á. Cô chú coi trên này mặt có đầm đẹp không? Đầm có tà ở giữa luôn. Mặt có đầm có chú trái tim, cái đầm này đúng là đầm Valentine luôn. Cô chú ơi, cái này là lobster mac and cheese, là nui, rồi phô mai bơ, rồi với lại có tôm hùm ở trong đó. Kêu ra để cho cha ăn, từ từ để mẹ múc vô cho trong chén cho con nha. Đúng rồi, múc nóng nha. Nóng lắm à. Thổi, đúng rồi, mẹ thổi. Rồi, mẹ múc cho cha nhiêu đây thôi. Nữa. Mệt màu quá bà. Rồi, chay có một cái đĩa nhỏ cho chay nữa hả? Thổi nè. Wow. West Coast Oysters, lobster tail, and shrimp cocktail. Please enjoy. Thank you. Wow, JD, look. It's smoking. Order cái này. Oh, hold on. Nóng không? Nóng không? Rồi. Bây giờ xin mời tất cả mọi người nha. Okay, thank you. Rồi bây giờ Ngọc sẽ thử của Ngọc nha các bạn. Thì bây giờ đi đầu tiên á, trước khi ăn cái gì hết Ngọc sẽ thử cái màu. Trong đây người ta cho gì ta? Cho chanh hả? Hào này là của cái West Coast. Maybe where's the West Coast? California. California, hào của California. Này ăn chung cái gì ta? Ủa muỗng rồi. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ cocktail sauce với lại người ta có cho cái chai Tabasco. Tabasco để ăn đi con, ngon con. Cái này cay nè, nghe ăn không được đâu. Để thử cô con hào này như thế nào. Mời mọi người nha, happy Valentine. Wow, good huh? Hào rất là tươi. Nó không có béo như cái hào mà hồi bữa cái gì ta? Cái ngày gì Ngọc với chồng đi ta? Trời ơi. She really loves that mac and cheese. Còn đây là cái con tôm. Ở trong này có cái nước sốt luôn. Ngọc sẽ chấm cái nước sốt này. Có thêm một mời mọi người. Mấy cái này là đồ lạnh đó nè mọi người. Tôm này cũng lạnh luôn. Nước sốt chua chua. Ngon quá. Bây giờ phải ăn thêm một con hào nữa. Mà bả đây là người tiên mà đi ăn nhà hàng với ba với mẹ. Mà gặp nhà hàng gọi là nhà hàng hơi nghiêm chỉnh chút chứ không phải là nhà hàng lớn chứ. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Maybe. What is this? Should I try this? Sure. Taste it to your mouth. See how you like it. Cái này giống như mayonnaise. Oh, it's mayo. Yeah. Ăn thử với con hào sống hay như thế nào. JD, what are you doing? Yeah. Cũng lạ. Ngon. Cái ăn đi chứ. Thôi, mẹ cái vô nè. Vô. Rồi bây giờ chồng của mình sẽ thử hào.
clumsy. Seriously. So slippery. Gì con? Con ghê ghê nào? It's very fresh, right? Yeah. Rất là tươi. It's real good. Con nữa làm thêm con nữa. I'm gonna have just two of them and let you have the rest, okay, baby? Why? Three for you, three for me. Honey, it's Valentine's Day. You get the one. Ngọc nói là ba con cho anh, ba con cho Ngọc. Anh không chịu, anh nói là anh hai con thôi, Ngọc bốn con. Ngọc nói, ủa lý do tại sao? Anh nói tại vì hôm nay là ngày Valentine. Good. Real good. You wanna eat lobster? Ngọc hỏi anh muốn ăn tôm với lại tôm hùm không? Phải này không? Để xin qua cho cô chú thấy chay nhé. Sir, this meal is extremely hot. Sure. Đuôi lobster này là cũng là lạnh luôn các bạn, chứ phải nóng luôn á. Nên là mình không có ăn với lại bơ mà là mình ăn với lại cái nước cocktail sauce thôi. Đây, còn cái này là cái soup mà gọi là lobster bisque. Là giống như cái nước này nó rất là béo, ở trong nó có thịt của tôm hùm. Oh, that's really good. Ngon không? Ngon. Trời ơi, đúc như đúc nít vậy nè. Yeah, ngon. Rồi bây giờ Ngọc sẽ gỡ cái đuôi tôm hùm của Ngọc ra, bỏ vào một bên làm cạnh, làm kiện. Chay à, chay giờ là ngồi coi lứt kỹ. Rồi giờ Ngọc sẽ chấm với lại cocktail sauce. Nước hả? Sao cái tôm hùm này Ngọc có thể Ngọc nghe được cái vị béo béo không? That was good. Bắt kì hết rồi. Ừ, bắt kì hết rồi con. Rồi, xong luôn. You need help, Jenny? Con nói ba ơi, lụm giùm con. There you go. Cảm ơn ba. She did it in purpose. Đừng có làm rớt nghe chưa? Rớt rồi ba không giúp đâu. I don't think she dropped it on purpose. I think because of the game. Lobster. Tâm hợp á. Cái đuôi Ngọc không có thấy. How's it chill? Không có ăn ngoài. No. How's it chill? Cái đuôi nó không có được tươi như là con hào. May mắn thay là vẫn còn có một con hào dành cho mình. Thôi giờ dơi chị đi. Oh, it's right next to you, baby. Giỏi quá. Oyster. Bác dạy cái. Rất ngon. Đứa mẹ. Bất kỳ hả? Bác dạy mẹ. Ừ, xong rồi. Ôi, đi tắm hả? Bác dạy tắm. Mọi người thấy không? Phải để cho nó đem cho nó một cái gì đó để chơi. Hoặc là đưa cho nó cái điện thoại thì nó mới chịu ngồi im, chứ không thể nào ngồi im được. Bắt
thì các bạn ơi, tiếp theo là cái món thịt bò của hai vợ chồng ra. Chay ăn không? Còn đây là asparagus măng tây. Đây là 24 ounce bone in ribeye. Hả? Muốn ăn phải không? Rồi để mẹ lấy cho. Give JD a little bit. Trời ơi mẹ muốn ăn mẹ. I'll give you a big slice that you can cut up and share with her. Muốn ăn. Thank you mẹ. You want some truffle? Rồi muốn ăn đi. Cho mẹ. Mẹ cắt cho chay nha. Mẹ cắt cho chay nha. Mẹ cho mẹ. Oh, and then spare. Ăn thịt không? Chị ăn thịt không? That's where all my reflexes definitely come from this job. Mày cắt cái chai nhỏ nha. Cắt cái nhỏ. Nè. Ăn không? Ăn thịt nữa. Ăn thịt đó. Mày mệt không? Không ăn thịt nữa rồi. Well, good. Đây nè mọi người ơi, đây là tiền bill của ngày hôm nay, $223 là chưa có tính tiền cho đó nha các bạn. Tiền cho là nếu mà 20% của cái này là khoảng $45 nữa, là tổng cộng là 260 mấy 70 đô, là cỡ khoảng 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Tại vì khi mà mình ăn á là mình phải cho ít nhất là 20% tiền cho của cái số mà 220 này, 23 này. Mà người ta cà cái thẻ mình xong á, là đây là cái số tiền nè, còn đây là tiền cho nè, còn đây là tổng số tiền nè. Thì đây nè mọi người ơi, bây giờ cả nhà Ngọc đã về tới nhà rồi. Thì bữa ăn rất là ngon, có một ngày rất là vui vẻ bên gia đình. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Ba người chưa có chụp được cái tấm hình nào hết, mọi người chụp giùm ba cha con, mẹ con của mình nha. Ok, say cheese. JD, take a picture. Bye. Cởi, hả? Cởi rồi mà. Cởi về rồi mà. Ok, 1, 2, 3, cheese. Cheese. Cheese bỏ ra xuống, cheese bỏ xuống, cheese. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Royal Family Cuộc Sống Mỹ. Hy vọng là mọi người có một ngày Valentine's thật là vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã lúc nào cũng yêu thương, ủng hộ gia đình. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Yay. Bye bye.